shit regardless. Chào mừng bạn đến với khóa học đồ uống truyền thống. Đồ uống đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ cho các bạn là đồ uống mà ai ai cũng từng ít nhất uống một lần trong đời, đó chính là cacao. Cacao là uống cực kỳ thông dụng, không chỉ những người dân ở Việt Nam mà cả những người nước ngoài cũng vậy. Bạn có để ý rằng mỗi lần bạn đi ngồi cà phê, mỗi lần bạn ngồi ở những quán khác nhau, và thật trùng hợp cacao luôn xuất hiện trong hầu hết tất cả menu của những quán đó. Hương vị của cacao thu hút rất nhiều khách hàng ở độ tuổi khác nhau, từ trẻ con đến học sinh, sinh viên đến những chú, những bác đều mong muốn có một ly cacao nóng vào thời tiết mùa đông. Tôi là Đỗ Duy, người đồng sáng lập ra Pha Chế Online đầu tiên. Đây là nơi những chủ cửa hàng được học những công thức đồ uống cốt thấp, lãi cao. Chúng ta hãy bắt đầu cách làm của ly cacao nóng. Bước 1. Làm chín cacao. Hãy đến với bước 1, làm chín cacao. Chúng ta đang hướng đến cái đồ cacao nóng. Đồ nóng thì chúng ta nên sử dụng cốc sứ. Và tôi đề xuất cacao nóng nên để vào cốc sứ có định lượng là 220ml. Với ly cacao nóng, tôi sẽ sử dụng 9g bột cacao. Làm chín bột cacao bằng cách đơn giản là hòa tan với nước sôi là được. Tôi sẽ sử dụng 150ml nước sôi. Khuấy tan hết bột. Làm chín cacao vô cùng đơn giản, phải không? Bước 2. Tạo ngọt. Bước 2. Tạo ngọt cho ly cacao nóng này, tôi sẽ sử dụng 15ml đường và 15ml sữa đặc. 15ml đường. Tổng định lượng sẽ là 30. Rót. Khuấy đều. Vậy là ly cacao chúng ta đã có một hương vị cân bằng. Bước 3. Trang trí. Bước cuối cùng chúng ta sẽ trang trí cho ly cacao nóng này. Có rất nhiều cách để trang trí cho ly cacao nóng, nhưng tôi sẽ chia sẻ cho bạn cách mà tôi thích nhất. Đầu tiên, đây là dụng cụ sục sữa. Tôi sẽ sử dụng 70ml sữa tươi. Và các bạn lưu ý, để mà sục bọt để có form bọt đẹp nhất, chúng ta sẽ sử dụng sữa tươi phun kem và đảm bảo là không đường nhé. Ok, tôi sẽ sử dụng 70ml sữa tươi.
Okay, chúng ta đã có một lớp bọc sữa tươi đẹp rồi, sẽ đổ vào ly cacao nóng. Ok, chúng ta đã có một cái form bọt sữa. Bây giờ tôi sẽ rắc bột cacao vào giữa để cho nhìn đẹp hơn. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong ly cacao nóng. Có thể bạn hãy cho thêm một vài viên sô-cô-la vào. Đây là những thứ mà khách hàng cực kỳ thích. Công thức cacao nóng: bột cacao 10g, nước sôi 150ml, đường 15ml, sữa tươi không đường 70ml, sữa đặc 15ml. Làm cacao nóng. Bước 1: làm chín cacao. Cho 9g bột cacao vào cốc sứ. Rót 150ml nước sôi khuấy tan hết bột cacao. Bước 2: tạo ngọt. Rót 15ml đường và 15ml sữa đặc vào cốc, khuấy đều. Bước 3: trang trí. Sục bọt 70ml sữa tươi. Đổ bọt vào cốc. Rắc 1g bột cacao vào giữa.